hả ta? Vợt. Nó ăn đâu vợt? Vợt. Mèo cao. Thì ta kêu vậy thôi mà. Tìm ngay mồi luôn. Lấy tiền. Cho nghe mồi hay mới hải cùng mồi chúng có tìm. Mới hải cùng mồi chúng có tìm. Nghe mũi lại á. Hải cùng mồi xuống tạo ra bong bóng rồi cha. Thì cứ mình cứ nghĩ là bong bóng của cá đi. Bong bóng của cá trong bụng cá chứ đâu mà đây. Tao mặn nó. Sao miệng gì mà nói được tao nghĩ. Ở đâu đó phải rõ ràng. Lá chân. Buồn làm chim ơi. Mỏi mắt thôi chứ gì. Mỏi mấy ngày rồi. Xong giật. Buông cho nó chạy, mở máy lên chưa? Hên quá có mở máy. Giật tắm. Cá gì giật thì tội nuốt mất mẹ rồi, nó đi. Ừ, vậy yếu xèo hả? Ừ. Vậy nó yêu. Đứt cái lưỡi mắt cái lưỡi ổn. Lên hàng, đúng rồi, vừa lên hàng cái là tắt nhạc rồi biết cái chuyện kìa. Đúng rồi. Vậy nãy đổ cái nước hay gì? Nãy gì chưa? Tính buông cho dục cho chạy mà nãy giờ chưa cho dục kiểu đó. Không tự tin. Dụng cá hả? Thường dụng mà dùng sao ta? Hồi nãy thẳng rồi đó, tao chịu thẳng mới ra. Gượng lại mai là không đứt rồi. Ít nhất tao cũng phải có được cái cảm giác vậy chứ, tại ở trong kia ngồi buồn ngủ muốn chết rồi. Tới cản không nổi. Mày lao cái khăn em lao lao cái quần tao. Trời ơi. Ní ba con cá cha. Vú vú vú. Không quá ta mày. Chép nha. Lên chép mấy bạn ơi. Điện thoại ổng liền mày. Điện thoại ổng liền. Cái chép này thiếu ký gửi được 2 kg. Ký gửi 2 kg. Con này 3 kg nuôi 3 năm nữa. Luôn đi. Vinh lên mẹ nó mày đặt điều điệu nữa vũ. Đã cái cần nó yếu mà mày cứ làm mất làm chuyện ác không à. Đi mấy bạn ơi. Khỏi đây mày. Tính đi ba. Con này cho tao bắt không được nó. Nó nhấp kiểu này. Không xuống. Không xuống. Lên là không giờ dính. Ơi. Ơi. Gì vậy? Mẹ mày.
rắn kìa. Cậu bé gì mà vô đây con? Thì sao này? Nó vô đây? Vô hay không? Cái gì vô xịt vô tay ông nội. Ừ đúng rồi. Nghe không? Anh chạy hoài lên cái chùa Minh Đức anh bẹo ra. Đó, ở trên cầu Bạch Miễu chạy xuống có ngã tư Bùng Binh đúng không? Rồi anh quẹo phải, chạy hoài có chùa Minh Đức bên phải, nghe đường quẹo vô à. Tâm, quay xe. Quay xe làm gì? Hả cá? Quay phim được không? Rồi nuốt luôn rồi. Giơ cái khăn nghe. Có đụng tới khăn cho. Sợ lắm. Cá gì ốm thì ghê không? Được nè. Chạy đến thích thôi các bạn ơi. Cái sao nào ấy. Cho nó quay coi luôn. Thấy chưa? Hai con mới ghê. Hai con mấy bạn ơi. Họ nói là thế quên. Vũ dập hộp vô mặt mày sao tập? Tử vọng hết hai thằng. Thằng thằng vô. Vô cái mặt của mày sao tử vọng hai thằng vậy? Anh nghe nói hả? Cầu đó quẹo trái lên câu mà nó ăn chậm kì. Ông kia đi cái chút xíu ông kia lên cá chép kia gửi điện thoại ra khoe.
con nái mà. Cái lỗ của cái cây cái vòng 36 á dướng lóng hoài. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Đây con gì á? Phi. Con gì? Cái bù phi. Chạy chỗ nhau, Khánh đi xuống dưới cái chỗ muốn xuồng á, các bên này, má mà chạy cái đó chừng 70 á, thì kiếm được.